6.300 doanh nghiệp đóng cửa trong 8 tháng. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong 8 tháng, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh gần 6.300 doanh nghiệp. Trong đó, phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ dưới 10 tỷ đồng, riêng trong tháng 8 có hơn 800 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động tăng 27.9%. Mặc dù vậy, 8 tháng đầu năm có trên 11.300 doanh nghiệp đóng cửa quay trở lại hoạt động, cao hơn cùng thời kỳ năm 2014. Nhìn chung, trong báo cáo lần này của Tổng cục Thống kê chưa phản ảnh hết được những tác động của điều chỉnh tỷ giá cũng như các biến động của kinh tế toàn cầu lên cộng đồng doanh nghiệp. Các tác động này sẽ được phản ảnh rõ hơn trong số liệu tháng 9 cũng như 9 tháng đầu năm. Tại diễn đàn kinh tế mùa thu do Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức diễn ra sáng ngày 28 tháng 8, chuyên gia Sandip Mahajan của World Bank đánh giá có một điều không bình thường tồn tại trong nền kinh tế Việt Nam, đó là có đến 94% doanh nghiệp nhỏ nên có tận dụng được các cơ hội từ hội nhập. Và ngay cả các doanh nghiệp lớn có trên 300 công nhân thì hiệu suất kinh doanh lại còn thấp hơn so với các doanh nghiệp nhỏ. Viện trưởng viện nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương, Nguyễn Đình Cung giải thích rằng, tình trạng hội nhập yếu là do doanh nghiệp Việt Nam như đang đi trên cái cầu khỉ, nhưng lưng bị đè nặng bởi khối đá chi phí họ cúi đầu dò dẫm từng bước một sao cho khỏi rơi xuống sông nên không thể nhìn xa đến bên ngoài được